Hôm nay Johnny sẽ học sang ngày 5 tuần 15. Nội dung chính là về sequence, tức là trình tự các sự kiện xảy ra. Rồi, bây giờ Johnny sẽ đọc bài đọc trước này. David fell. David tripped over his cat. David fell and so did his backpack. His homework spilled onto the floor. The cat yowled and dashed away. The dog woke up and chased the cat. The dog ran over David's homework. His claws made a lot of holes. The cat jumped onto the table. The dog tried to reach the cat. A glass of juice tipped over. Juice dripped onto David's homework. What a mess. Ok, rất tốt rồi. Bài này hơi nhiều từ mới một chút. Rồi, ok. Trip, tức là vấp vào một cái gì đó. David thì vấp vào con mèo. Đây, con mèo đây. Fell, tức là ngã. Rồi, ok. So did his backpack, tức là cái cặp của anh đấy nó cũng bị rơi xuống theo. Spill, tức là nó sẽ bị đổ hết ra nhà đây. Những cái tờ homework, bài tập về nhà của David. Yowled and dashed away. Tức là con mèo này nó kêu lên. Yowled, kêu lên và nó chạy vù đi. Rồi, và nó làm cho con chó này nó woke up, tức là nó tỉnh dậy và nó đuổi theo con mèo. Chase. Claws, tức là cái móng vuốt của chân của con chó này. Đây là its claws, tức là cái móng của nó đây. Đó, móng của nó. Ok. Tip over là nó nghiêng đi và nó bị đổ đây, cái cốc này. Đó. Sau đó thì cái cốc nước trái cây ép này, juice này, nó sẽ drip, tức là nó rỏ xuống. Đó, nó rỏ xuống. Cái bài tập về nhà của David. Rồi, what a mess, tức là lộn xộn, bừa bộn. Ok. Rồi, để hiểu rõ hơn thì Johnny sẽ làm những câu sau này. What does the cat do after David trips over it? The cat yowled and dashed away. It yowls. Which of these... No. Con mèo nó làm gì sau khi mà David vấp phải con mèo? Rồi, đây. Đúng không? Thì con mèo nó yowled and dashed away. Nó kêu lên và nó chạy đi. Đúng rồi. Không phải nó nhảy trên bàn. Đúng không? Ok, rồi tiếp theo này. Câu 2 nào. Which of these does the dog do first? The dog chó ran over gì? David's homework. Con chó nó làm cái gì đây? Con chó nó đang ngủ đúng không? Và khi mà cái con mèo nó kêu lên thì con chó nó gì? Nó woke up và nó chase the cat. Chases the cat. Đúng rồi. Ok, đây nó đang ngủ và thấy con mèo kêu lên thì nó thức giấc và nó đuổi theo con mèo. Rồi, tiếp theo nào. What is the last thing that happens to David's homework? Juice dripped onto David's homework. Cái cuối cùng xảy ra đối với cái bài tập về nhà của của David là gì? Là juice dripped onto David's homework. Ok, đúng rồi. Ok, it's just about, tức là nó bị xé ra.
Nó chỉ tạo ra những cái lỗ thôi thì nó không bị xé. Rồi, ok, tiếp theo nhá. Circle how the cat moved when it dashed. Ok, the rồi. The cat ran. Cái từ dashed nghĩa là gì? Ran. The cat ran. À, dashed có nghĩa là nó chạy. Chạy nhanh. Đúng không? Đấy, chạy rất nhanh thì người ta dùng từ dash. Không phải jump nhảy lên, cũng không phải đi bộ. Rồi, rất tốt rồi. Ok, như vậy là Jenny đã hoàn thành xong ngày 5 của tuần 15. Ok, goodbye.